Ngoại trưởng Nga lên tiếng về tin sức khỏe Tổng thống Putin xấu đi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29 tháng 5 bác bỏ những tin đồn về việc sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xấu đi. Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trước công chúng hàng ngày. Bạn có thể nhìn thấy ông ấy trên màn hình TV, đọc và nghe các bài phát biểu của ông ấy. Tôi không nghĩ rằng một người bình thường có thể nghi ngờ bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật ở người đàn ông này, hãng tin TASS ngày 30 tháng 5 dẫn lời Ngoại trưởng Nga nói. Trong phát biểu với kênh truyền hình TF1 của Pháp, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích những người phổ biến những tin đồn về sức khỏe của ông Putin, bất chấp việc Tổng thống Nga vẫn hàng ngày xuất hiện khỏe mạnh. Ngày thứ 95 chiến sự Ukraine, Nga siết gọng kìm ở Donbass. Cuộc chiến giành kiểm soát khu vực Donbass miền đông Ukraine hôm nay tiếp tục căng thẳng khi Nga siết chặt vòng vây quanh các thành phố Severodonetsk và Lysychansk. Thống đốc khu vực Lugansk Sergei Gaidai cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình hình tại Lysychansk đang trở nên vô cùng tồi tệ. Đạn pháo Nga đã rơi trúng một tòa nhà dân cư, khiến một phụ nữ tử vong và 4 người phải nhập viện, ông nói. Gaidai mô tả giao tranh đang diễn ra trên từng con phố của thành phố. Trong khi đó, ở bờ đông sông Donetsk, lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt chiến dịch tấn công nhằm vào thành phố Severodonetsk, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Sau khi không thể kiểm soát thủ đô Kiev của Ukraine trong giai đoạn đầu chiến dịch, các lực lượng Nga đã chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass ở miền đông. Tình hình hiện nay rất khó khăn, đặc biệt là ở những khu vực thuộc vùng Donbass và Kharkov, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành được ít nhất một kết quả nào đó, Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng ngày vào đêm 28 tháng 5. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo thành phố Lyman đã được các lực lượng nước này giải phóng hoàn toàn khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Lyman nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk, là đầu mối giao thông đường sắt ở khu vực và là cứ điểm mang ý nghĩa chiến lược đối với nỗ lực của Moscow nhằm bao vây Severodonetsk, một trong những thành phố lớn Kiev còn kiểm soát ở tỉnh Lugansk thuộc vùng Donbass. Truyền thông Nga dẫn lời một quan chức cảnh sát tỉnh Lugansk nói rằng hai thành phố Kramatorsk và Severodonetsk đang bị bao vây. Tuy nhiên, Thống đốc Gaidai khẳng định Severodonetsk chưa hoàn toàn bị chia cắt, vẫn có khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho thành phố, ông nói với truyền hình Ukraine. Thống đốc Gaidai cho biết các lực lượng Nga đã tiến công vào khách sạn Mirror ở rìa phía bắc Severodonetsk. Họ không thể tiến sâu hơn vào thành phố và đang hứng chịu thương vong, nhưng chúng tôi không thể đẩy họ ra khỏi khách sạn vào lúc này, ông nói. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington nhận định quân Nga vẫn chưa thể bao vây thành phố và quân phòng thủ Ukraine đã gây ra thương vong đáng kể cho họ. Dù vậy, lực lượng Ukraine cũng chịu những tổn thất nghiêm trọng, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu của Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng việc Nga tập trung nhắm mục tiêu vào Severodonetsk khiến họ phải rút nguồn lực từ các chiến trường khác và kết quả là Moscow đạt được rất ít tiến bộ ở những nơi khác. Hơn 3 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp nghiêm túc. Trong cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với lãnh đạo Nga ngày 28 tháng 5, hai lãnh đạo châu Âu cũng đề nghị các bên ngừng bắn ngay lập tức và quân đội Nga phải rút khỏi Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm nay đến thăm các lực lượng Ukraine trên chiến tuyến ở khu vực Kharkov, phía đông bắc nước này. Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Zelensky xuất hiện bên ngoài khu vực Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Trong video do văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải trên Telegram, ông Zelensky mặc áo chống đạn, tới thị sát các tòa nhà bị hư hại nặng nề ở Kharkov và vùng lân cận. 2.229 tòa nhà đã bị hư hại ở Kharkov và trong khu vực. Chúng tôi sẽ khôi phục, tái thiết và đem cuộc sống trở lại. Bài viết do văn phòng Tổng thống Ukraine đang có đoạn. Trong video, các binh sĩ Ukraine còn cho Tổng thống Zelensky thấy những chiếc xe tải bị phá hủy bên lề một con đường đi qua cánh đồng. Các bạn đã liều mạng vì tất cả chúng ta và vì đất nước chúng ta, Tổng thống Zelensky nói với những người lính. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng bày tỏ hy vọng các đồng minh của Ukraine sẽ cung cấp những khí tài rất cần thiết cho nước này, thêm rằng ông mong đợi tin tốt trong vài ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết họ đã bắt đầu nhận được tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành của Mỹ. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak đã lặp lại lời kêu gọi Washington chuyển các bệ phóng tên lửa đa năng tầm xa cho Kiev. Giới chức Mỹ cho hay họ đang xem xét đề xuất này và sẽ đưa ra quyết định trong những ngày tới. Trong một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine ngày 29 tháng 5 cho hay lực lượng của họ đang phản công ở khu vực phía nam Kherson, nơi phần lớn do Nga kiểm soát. Họ nói rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các lực lượng Nga và buộc họ phải co cụm về phòng thủ gần sông Pivdenibu sau một cuộc phản công vào ngày hôm trước tại ba ngôi làng giáp vùng Mykolaiv lân cận.
Chính quyền khu vực cho biết các khu dân cư của thành phố Mykolaiv đã bị pháo kích vào sáng nay, khiến một dân thường không qua khỏi và ít nhất 6 người bị thương. Nga chưa bình luận về thông tin này. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR tới nay ghi nhận hơn 6,7 triệu người Ukraine rời đất nước sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2. Ukraine tuyên bố tiêu diệt chỉ huy đại đội lính dù, xóa sổ xe bọc thép chở đầy lính Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã tiêu diệt Alexander Vigulia, một đại đội trưởng của sư đoàn dù cận vệ 106 của Nga, và xóa sổ thành công một xe bọc thép Kamaz Typhoon chở đầy lính Nga theo Pravda. Bộ chỉ huy chiến lược của các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29 tháng 5 ra tuyên bố cho biết, đại úy Alexander Vigulia, chỉ huy đại đội nhảy dù của sư đoàn dù cận vệ 106, đã bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh ác liệt mới đây. Tuyên bố không nói rõ sự việc xảy ra ở đâu, khi nào, chỉ cho biết đại úy Nga từng cùng đại đội tiến hành chiến dịch đổ bộ đường không gần Vyazma, nhưng phải rút khi họ chạm trán quân đội Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, tại khu vực Kherson, lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine đã sử dụng mìn để làm nổ tung một chiếc Kamaz Typhoon bọc thép đang vận chuyển binh lính Nga. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine cho biết, Kamaz Typhoon và toàn bộ lính Nga trên xe đã bị thiêu rụi trong chốc lát. Theo bộ, các thành viên của lực lượng hoạt động đặc biệt Ukraine đã cài mìn trên một con đường ở Kherson và chờ xe bọc thép chở quân Nga đi qua rồi kích nổ mìn từ xa. Ukraine tuyên bố đang mở đợt phản công vào tỉnh Kherson, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ những ngày đầu xung đột. Theo Ukraine, đợt phản công đã gây tổn thất và buộc Nga phải tổ chức phòng ngự tại các vị trí bất lợi. Những đợt tiến công của lực lượng phòng vệ Ukraine khiến đối phương bị tổn thất và bắt đầu phải phòng ngự ở các vị trí bất lợi gần Andreevka, Lozovoe và Belogorka, tỉnh Kherson. Giao tranh vẫn tiếp diễn, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo. Ukraine muốn thoát thế bất lợi ở Donbass. Giao tranh khốc liệt tiếp diễn tại vùng Donbass phía đông Ukraine, trong khi Kiev muốn dùng khí tài tầm xa giành lại lợi thế. Reuters đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29 tháng 5 cho hay, lực lượng Nga tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công và tăng cường dội pháo vào thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở vùng Donbass. Thành phố này có vị trí quan trọng khi là một trong những điểm cố thủ còn lại của Ukraine ở Donbass, trong bối cảnh Nga muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Ukraine. Giao tranh leo thang. Theo quan chức Oleksandr Striuk ở Severodonetsk, các lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ khó khăn khi giao tranh dữ dội tiếp tục nổ ra tại vùng ven. Phát biểu trên truyền hình, ông cho biết một trong những khu vực giao tranh khốc liệt nhất tập trung quanh khách sạn Mirror ở vùng ngoại ô. Một trận chiến có thể thấy rõ tại khu vực trạm xe buýt chính, quân đội chúng tôi đang ở thế phòng thủ khó khăn, thành phố liên tục bị pháo kích. Ông thuật lại và cho biết trụ sở một tổ chức nhân đạo trong thành phố bị tê liệt vì mọi người không thể di chuyển an toàn trên đường. Tỉnh trưởng Luhansk Sergei Gaidai cho biết tình hình tại Severodonetsk cực kỳ leo thang, khi thành phố này hứng hỏa lực nhiều đến mức không thể đánh giá thương vong và thiệt hại, sau khi 2 người không qua khỏi và thêm 13 tòa nhà bị xóa sổ vào ngày 28 tháng 5. Liên lạc di động bị gián đoạn và thành phố còn bị mất điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho hay thành phố được cung cấp máy phát điện để bơm nước từ khoảng 6 đến 7 giếng. Trong khi đó, chính quyền thành phố cảng Mykolaiv phía đông nam Ukraine cho hay ít nhất một người tử vong do pháo kích. Mykolaiv vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine, nhưng gần các tiền tuyến đang giằng co giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Mykolaiv cách Kherson khoảng 60 km, nơi Nga thành công kiểm soát từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hãng thông tấn TASS ngày 29 tháng 5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các tên lửa Nga đã xóa sổ số lượng lớn khí tài của Ukraine tại thành phố Kryvyi Rih. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ một tiêm kích Su-25 của Ukraine ở vùng Dnipro. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Ukraine kỳ vọng khí tài tầm xa. Trước tình hình trên, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ các hệ thống phóng rocket đa nòng tầm xa do Mỹ sản xuất. Khó mà chiến đấu khi bạn bị tấn công từ cách đó 70 km và không có gì để đấu lại. Chúng tôi cần những khí tài hiệu quả, ông viết trên Twitter. Theo Reuters, Ukraine vừa bắt đầu nhận được các tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và lựu pháo tự hành từ Mỹ. Lực lượng phòng thủ bờ biển của chúng tôi không chỉ được tăng cường nhờ các tên lửa đối hạm Harpoon, mà chúng sẽ còn được sử dụng bởi những đội ngũ được đào tạo bài bản. Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, ông cho biết những tên lửa Harpoon sẽ được sử dụng cùng tên lửa Neptune để bảo vệ bờ biển, trong đó có cảng Odessa ở phía nam. Phát ngôn viên Sergei Brachuk của quân đội vùng Odessa cho rằng nhiều tên lửa Harpoon được chuyển cho chúng tôi đến mức có thể nhấn chìm cả hạm đội Biển Đen.
Bộ trưởng Reznikov còn cho hay, Ukraine nhận nhiều pháo hạng nặng, trong đó có lựu pháo tự hành M109 của Mỹ sản xuất, dự kiến sẽ giúp quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu tầm xa. Ukraine còn muốn được hỗ trợ thêm những hệ thống rocket đa nòng tầm xa M270 của Mỹ sản xuất. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang hướng đến việc vượt Nga về công nghệ và khả năng tấn công, trong đó phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác. Ông hy vọng sẽ có tin tốt lành trong tuần này, nhưng không nói rõ chi tiết. Thừa nhận rằng tình hình ở Donbass vẫn khó khăn, nhất là tại Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut và Popasna. Nhà lãnh đạo Ukraine vẫn cho rằng thời điểm nước này được giải phóng đang đến gần hơn mỗi ngày, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ lấy lại mọi thứ.